thằng Bính nó bảo là nó thay hai cái điều hòa bên nhà hàng nó ấy, còn mới lắm con ạ. Một cái nó sẽ thay ở đây, còn một cái thì lắp bên nhà mẹ để cho thằng Đô thỉnh thoảng nó về nó mát. Mẹ đừng có dính dáng thì đến cái lão Bính ấy nữa, mang tiếng rồi đây. Thằng Bính nó có ý tốt chứ, sao mà phải mang tiếng. Này mẹ nói thật nhá, nó còn hơn chán vạn lần cái thằng Tiến chồng mày á. Gương mà khổ quá, cứ bỏ nó đi. Vương vẫn làm cái gì? Sao mẹ cứ xúi con gái bỏ chồng nhỉ mẹ? Ừ hay. Thế bây giờ là tao cứ phải đứng nhìn con tao như nô lệ á. Nay đứng ra kiếm tiền để cho chồng nó phá hay tao mới là người mẹ tốt à? Chọn sai chồng thì chọn lại chứ có cái gì đâu mà phải sợ thiên hạ. Thôi 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 nhá, con không có hơi sức đâu mà đôi co với mẹ nữa đâu. Ngày nào cũng cái chuyện này mẹ đai đi đai lại con đau hết cả đầu rồi. Ngày xưa lúc con lấy anh Tiến, mẹ đã không cản được con rồi. Thì bây giờ con có bỏ hay không mẹ cũng không can thiệp được gì đâu. Còn cái lão Bính nữa, mẹ đừng có gán ghép con với ông ấy nữa, con không thích đâu. Làng xóm người ta cười cho đấy. Mày đang báo hiếu tao đi à? Hả? À, tao nuôi mày lớn bằng như thế này, mày chưa báo đáp tao một đồng một xu nào. Thế bây giờ tao lo cho mày, mày lại còn nói ngang nói ngược. Mày lại còn thích tao không được tham dự vào cuộc đời của mày nữa. Mày láo hỗn với mẹ mày như thế, mày nuôi thằng Đô á, nó học theo mày thì liệu nó có nên người được không? Alo cô à? Cháu đang định mấy hôm nữa sang đóng tiền nhà cho cô đây ạ. Sao thế hả cô? Cháu lại không biết chú phải đi viện ạ. Dạ thế ạ. Vâng ạ, vâng. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Vâng, cháu chào cô ạ. Có chuyện gì à? Cô Tâm mẹ, cô ấy đòi nhà, sang tháng cô ấy bán rồi. Thế làm bây giờ mình phải dọn cái salon này đi à? Mà cô chỉ cho một tuần để chuyển thôi. Biết chuyển đi đâu bây giờ? Mà con cũng không còn tiền nữa cô. Bây giờ chuyển cửa hàng thì con lấy đâu ra tiền? Thôi thôi nha, tao không còn một đồng một cắc nào đâu. Mẹ ơi, con vay mà chứ con có xin đâu ạ. Tao đã nói không là không. Bây giờ là tao phải cứng rắn với mày. Lúc trước mày lấy thằng Tiến đấy, mày tự vỗ ngực là sướng khổ con chịu. Thế mà tao vẫn cứ mềm lòng, tao xuất tiền cho mày để mày mua cái nhà kia. Bây giờ thì đừng hòng nhá, tao không bỏ ra một đồng một xu nào nữa đâu. Trừ khi mày bỏ thằng Tiến thì may ra tao nghĩ lại đấy. Già, lâu lắm mới nhìn thấy mặt. Bạn bè gì? Kẻ thù. Thù gì mà dai thế? Này, sắp xuống lỗ cả rồi đấy. Bạc tình bạc nghĩa, hèn. Ông bỏ đi lấy vợ, để cho em lụa đơn chiếc nuôi con. Giờ lại trách tôi. Tôi đã bỏ đi làm ăn xa, để ông có thể đến với lụa. Mà ông để lụa lận đận đến tận bây giờ. Tôi khiến ông nhường lụa cho tôi à? Ông có biết ông bỏ đi, bạn bè xì xào, đổ hết lỗi cho tôi với lụa.
tôi còn vui vẻ gì mà yêu với trẻ đương. Ngụy biện, cúp đuôi bỏ chạy, để lụa buồn khổ bao nhiêu năm, giờ còn quay về đây gây sự à? Tiễn Phong này, thằng nào chạy trước à? Hồi đấy nhá, ông mới là cái thằng hèn, là cái thằng cúp đuôi. Tôi mà có điều kiện như ông á, nhất định tôi không để cho lụa phải khổ. Nghe dậy đây này, nghèo không phải là một cái tội, nghèo mà hèn mới là một cái tội. Hồi đấy em mà chả nghèo, thế cứ nghèo là được, bỏ hết lại mọi thứ sau lưng để mà trốn à? Ông nói hay thế, sao không lo cho lụa? Đi biển biệt mấy năm, về cưới vợ ấm êm một đời, giờ lại đổ hết tội cho tôi. Này, thế ông làm thế, ông có cảm thấy đỡ có lỗi với lụa hơn không? Chả có lỗi gì cả. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn làm bạn với lụa, vẫn hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Còn ông bây giờ giàu sang như ý rồi, quay về đây làm gì nữa? Cút và lướt đi cho nó rảnh nợ. Vớ vẩn.